Hôm 24, 6 ngày rồi. Nhanh nhỉ? Nhanh nhỉ? Gần được tuần đấy. Cái này mà triển khai chắc có đến cả đời. Triển cái gì? Nhờ mình yêu nhau ý. Kiểu này. Thì nắm tay đấy. Ấy, ấm thế. Người đây. Ngại à. Ơi, thơm vừa ấm này. Đi đi lên nhà bà. Nhưng mà Huy yêu Hoa thật lòng đấy. Nói thật mà, nói đùa đâu. Đây, thề luôn. Huy yêu Hoa đó. To như cái đất này này. To đùa. Như Huy khổng lồ. Đây Huy khổng lồ này. Nhưng mà tình yêu này nó to hơn cả Huy khổng lồ như này. Như này đúng không? Nó to lắm. Nó đùng luôn. Nó đùng luôn. Yeah. Thế Hoa có yêu Huy lại không? Nói lại. Yêu cái lực. Đi lên nhà bạn. Thưa anh em ạ, trước khi vào video của mình ấy, thì mình giới thiệu cho mọi người một app rất chi tiết rồi nhá. Một app mình chơi rồi ấy, mình kiếm được rất chi nhiều tiền tiết rồi mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh một biết nhá. Đây là app Cao 68 anh em ạ. Đấy, thì con app Cao 68 này nó có sự kiện này. Đấy, vài bên anh này. Ui, anh em có thấy chưa? Nó phát xui mới thế cả ngày rồi nhá. Đấy, có xui sẻ này. Em sẽ đúng rồi, anh em được 3.000 xui nhá. Em sẽ sẻ nhiều quá chứ không nhiều rồi nhá. Đấy, cốt này. Ông được cốt đấy thì anh em vào cái chỗ bình luận của mình sẽ ghi cái nhóm xếp mình vào đấy. Anh em vào đấy sẽ phúc người ta ra thì anh sẽ cốt được mình nhá. Ok anh em, bây giờ mình sẽ test thử chơi để biết ưu tính với em nào. Mình làm tí xong ạ. Để mình làm tí xong kỹ anh em ơi. Em phải đi đăng tải nhá. Đấy, vào xong kỹ này. Đấy, trời ơi, bắn mới luôn. Mà phát 5 sẵn luôn em ơi. À, để xem lọc lãi mới nó có đỏ mà em nhá. Nó phát 2 đỏ thì ngon ngay anh em ạ. Mà bắt nào. Ôi lại không sao anh em ạ. Mình chơi có game nhá, có thua có thắng nhá. Bây giờ mình sẽ làm lại thôi. Ui đèn quá. Ngày mới đánh 500 phải đèn quá anh em ạ. Bây giờ mình sẽ ăn sao ạ. Cầu anh em nhá. Bây giờ mình sẽ sao ạ. Nó phát triệu rơi về. Nó phát triệu rơi về lẻ đây anh em ơi. Năm củ lên em ạ. Đấy anh em ạ, thấy chưa? Về lẻ ngay. Đấy, nó phát 5 củ lên em ạ. Đấy, mọc lá này mới rất siêu tí rồi mà nhá. Đấy, về cộng lên rồi anh em ạ. Đấy, mình sẽ thử qua đá rồi mình sẽ làm mình rất tiếc rồi nhá. Đấy thì đây là tao chỉ nói nhá. Đây có ba cào này, ba cây này, xỉu xuống nghĩa này. Chúng ta mở cô đỏ đen này, siêu xe, quay túi điện rồi. Nói chung là rất chiều nghiêm rồi nhá. Đấy thì bây giờ nhá, ai muốn chơi mình ấy, mình sẽ vào phần đặt tiền này. Đầu tiên mình nhá, có rất nhiều bảo vật này, số rất mạnh. Cào này, mua bay này, mua bay này, chơi bay này. Bây giờ mình kim là ai kim nhá. Rút mới đặt được một, đang cái không phải là tiền anh em nhá. Đi tính lẳng rồi, phần đặt tiền bây giờ anh em này đấy. Thì đi đâu mới đặt tiền để rút nồi rửa với nhau, ăn vào nồi rửa này. Đấy rất nhiều bảo vật luôn. Đấy là một đến phần ba này. Em biết cách giữ thế nhá, 15 phút thì đã đầy rồi. Đấy, xài về tích đấy nhá, người ta bảo sẵn rồi này. Mình vừa ăn được phải được 4 mờ. Sẽ có 2 mờ được anh em ơi. Rút tiền này anh em ơi. Đấy là cái đang kiếm được tiền nhá, đi sửa này. Anh em ơi, thành công rất chi là nhiều luôn. Uy tín là mở phần rút tiền anh em ơi. Thế chứ mình nhiều tiền nằm đây này. Thế chứ mình rút tiền đầu tháng rồi. Đấy, xoay năm nay nhá, có tiền tiếp rồi anh em ạ. Đấy, xoay có rút tiền rồi nhá. Đấy, còn ai chơi game mình ý, thì mình sẽ đặt link ở phần mô tả phần mình có game mình ý. Anh em theo mình đi, tải nhà game về và chơi mình nhá. Còn cái mã code ý, thì mình cũng đặt ở dưới bên dưới thì nhóm cũng xếp mình ấy, anh em vào đây để xin xếp mình nhá, mình nhá. Thì 50k, 100k thì cốt được nhá. Bây giờ mình chúc em vào vui như thằng con lớn mình nhá, ok nhá. Hoa ở nhà làm gì? Chăn trâu. Sẽ chăn trâu. Chăn trâu thôi, nhà nghèo lắm đi chăn trâu. Điêu. Thật. Nhà làm gì có trâu, lúc vào xem làm gì có trâu. Có bò à? Không. Có chứ. Không có. Có. Thề. Nhà nghèo lắm. Thề luôn. Nhà nghèo lắm. Nhà nghèo. Điêu. Điêu. Thế bây giờ ở cùng bà? Ở cùng ba. Ơ thế không sang nhà bố mẹ à? Thế bố mẹ đi làm nghề gì? Đi ăn chăn trâu cùng em. Đừng kể cái chuyện chăn trâu chăn bò nữa. Điêu vừa vừa thôi. Năm gì có. Không điêu. Ơ thế Hoa có yêu Huy không? Nói thật đấy, không nói đùa đâu. Hoa có. Huy đẹp trai này có yêu Dư Phí. Thế mà các anh bảo xấu trai, điều vừa mắt trai mắt to này. Mặt chặt chí rồi, để chặt chí rồi. Mắt to này, răng chìa đẹp này. Đấy, này. Thế mà bảo, nhìn như cái cuốc kìa. Không, như cái sẻng, như cái bàn sẻng. Bàn sẻng. À quên bàn, đẹp lắm đó. Xinh trai, tóc đẹp này, có cái xoáy trâu đẹp. Đây đấy, xoáy trâu. Xoáy hơn trâu nhìn em. Kể chuyện chán thế, sẽ như con trâu nhà em.
thật luôn. Thế từ cái lúc đi lũ em là bao giờ nhỉ? Hôm nay bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là 30. Từ hôm 24, 6 ngày rồi. Ơ? Ừ. Nhanh nhỉ? Nhanh nhỉ? Gần được tuần đấy. Cái này mà triển khai chắc có đến cả đời. Triển cái gì? Nhờ mình yêu nhau ý. Kiểu này. Thì nắm tay đây. Ấy, ấm thế. Người đây. Ngại à. Ơi, thơm vừa ấm này. Thế bao giờ về? Ở đây, tối ở đây. Ở đây á? À? Thật không? Thế mai có đi học không? Không. Nhớ không? Nhớ nhá. Nhớ ở đây nhá. Lên vắt sắm vắt cỏ hồng luôn đấy. Nhớ. Cứ thế ở đây thôi. Đấy. Sướng gì rồi. Ngại thế. Thế Hoa lúc lên đây Hoa có ăn cơm chưa? Ăn rồi. Thế sao bảo là chứ không ăn? À chưa ăn? Thì nó là ăn cơm nhưng mà nó không ăn cái khác. Quên không máy dẫn. Thế cô bảo cái gì giảm cân? Ta bé này còn giảm cân gì? Ăn phải ăn nhiều lên đi. Cơ bắp. Đây này, cơ bắp. Đấy, cơ bắp này. Đùa, đây phải ăn nhiều hơn. Đẹp quá. Nhưng phải ăn nhiều vào. Ăn nhiều nó béo lắm, nó xấu lắm. Tầm 50 cân, à 55 cân đổ lại thôi. Đã ăn phải ăn với một tạ, với người với một tạ ấy. Một tạ. Có đẻ chết à? Không chết. Không, chỉ được 5 năm hoặc 60 thôi. Thế thì 1 tấn. Không. Thế mặc quần áo ấm giờ rét không? Không, nóng lắm. Điều. Thật nóng. Thấy chân đã run rồi đấy. Nóng. Điều. Thật. Thật không? Thật. Thế sao lúc bảo nhỉ? Ui, rét này khéo em không lên đâu. Lúc đấy mặc quần áo cọc thì cả lạnh này. Dầm quần áo dài thế lạnh gì nữa. Thế là sao phải mặc quần áo ấm hơn? Vẫn ấm như thế, nắng lắm rồi này. Đừng điêu. Thật. Điêu. Được thật. Thế mà dẹt. Không dẹt. Thế để tí nữa anh bảo mẹ anh nấu thêm một phần cơm nữa. Thôi em ngại lắm. Sẽ ngại. Em đang giảm cân. Thế sao ngại gì? Phải ăn cơm nhá. Ngại lắm. Thế nhưng mà Hoa lên đây bố mẹ Hoa có biết không? Bố mẹ Hoa có quá. Thế có bảo gì không? Bố mẹ Hoa bảo không. Thế để tí đâu Huy gọi xem bảo bố mẹ Hoa là cho ở đây luôn. Được không? Thế cơ á? Chắc thế. Đã yêu phải triển khai luôn chứ. Thế à? Nhưng mà thế Huy hỏi lớn lần cuối Hoa yêu Huy thật lòng không? Thế Huy không biết. Yêu Huy thật lòng không á? Thế yêu thật. Thật gì? Thật lòng lắm luôn. Nhưng mà không biết lòng lợn hay lòng gà cơ. Phải lòng người chứ. Thật lòng gì? Thật lòng mà. Huy yêu Hoa thật lòng ấy. Từ cái hôm mà lô em ấy vào. Thế thật lòng thế nó có vào ruột không? Nó vào tận lão luôn ý. Thế có vào ruột không đã? Không. Sao lại không vào ruột? Ruột lòng phải vào ruột chứ. Lòng với ruột. Ở giống nhau. Ở vào ruột. Ruột thế ruột thừa phải không? Ruột thừa ấy. Không. Đi cắt đi phải không? Ruột chính. Thế Huy có yêu Hoa không? Có. Yêu như nào? Yêu đắm say. Thế không không yêu mà tối nào cũng gọi mấy tiếng nè, ngày nào cũng nhắn tin à, hỏi thăm nè. Đây là không có ai gọi đấy, trong công an phải không? Điêu. Có yêu thật không? Thề luôn. Thật luôn. Thật. Yêu lắm không? Lắm, nắm tay luôn. Ừ. Ấm. Tay quá mới gọi là ấm tay, lạnh buốt này. Giờ mắt nó chập nhau té lửa chết. Đấy. Giờ ấm thế. Đấy lắm tay bao nhiêu em đấy, giờ em nào cũng giống đã được em nào? Cái gì em Tây Tàu gì đấy. Em Tây chưa gặp luôn ấy. Em Trang Tây Tạng hay gì phải không? Em Trang đấy quen được đúng một ngày. Thế nó hôn nó chưa? Quen trên điện thoại chứ đã được gặp bao giờ? Chú mỏ vào cái màn điện thoại ấy. Không.
Không, không có thế. Thế à? Ôi trời, sợ cả. Thật đùa. Thế nhá. Thế bà nắm tay đi. Hả? Nắm tay cái. Đấy. Bà và Hoa cũng biết Huy rồi nhỉ? Biết rồi. Ôi, lúc nào gọi cũng chào bà các kiểu, gọi thăm bà các kiểu. Huy thấy bà Hoa cũng tử tế phết đấy. Thế á? Huy lớn thì chả tử tế. Thế mà Hoa nói chuyện Huy cả buổi đêm mà bà ngủ vẫn ngon. Bà biết rồi. Bà vẫn biết. Bà biết rồi gì? Bà bảo là đưa cháu rẻ về cho bà. Ờ thế đi không? Lên nhà Hoa. Lên lấy làm gì? Chơi. Lên bảo bà là cháu rẻ hả? Hả? Đi. Đi lên nhà bà. Nhưng mà Huy yêu Hoa thật lòng đấy. Nói thật mà, đùa đâu. Đây, thề luôn. Huy Hoa to như cái đất này này. To đùa. Như Huy khổng lồ. Đây Huy khổng lồ này. Nhưng mà tình yêu này nó to hơn cả Huy khổng lồ nữa. Như này đúng không? Nó to lắm. Nó đùng luôn. Thế Hoa có yêu Huy lại.